tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mão khó khăn dồn dập cuộc sống bể tắc xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho biết đây là khoảng thời gian đối với những chủ mèo không lấy làm gì may mắn đối với bản mệnh bạn gặp phải nhiều khó khăn trên các phương diện của cuộc sống từ sự nghiệp cho tới tình cảm. Đòi hỏi còn dấp này phải có sự kiên cường, chống đỡ, không nên bỏ cuộc giữa chân. Cục diện tường sung ngăn trở, bản mệnh là người có cá nhìn nhạy bén về thời cuộc nhưng thường cư xử một cách ngạo mạn nên dễ gây gỗ mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Nếu không thay đổi cách hành xử thì dù có tay giỏi đến mấy, bạn cũng khó có thể gặt hái được thành công như ý muốn. Phương diện tài lộc cũng không khá khẩm hơn khi bạn luôn phải đối diện với sự bon trang, giành giật từ đối thủ. Thời điểm tháng 8 âm lịch này không thể thả lỏng hoặc buông lỏng cảnh giác với bất kỳ ai. Bạn cả tin, dễ nghe theo lời người khác chính là tự đẩy mình vào cảnh khó khăn, hao tài, tổn của. Nhiều áp lực trong cuộc sống dồn lại khiến cho người tuổi mạo ở trong trạng thái căng thẳng không có thời gian cho người thân hoặc thường xuyên đã thủng đụng nghe nên giải tỏ những cảm xúc tiêu cực của mình phải gánh chịu lên gia đình tuy nhiên cách đó dạy khiến cho người thân của bạn phải chịu tổn thương gây rạn nứt các mối quan hệ xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi mão luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện, công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng tân dậu, nhiều khó khăn do cục diện tương xung và nguyệt lệnh lâm tuyệt ập đến sẽ khiến cho những chú mèo phải sức đầu mẻ tráng để ứng phó. Có thể thấy rằng thời điểm này bạn có muốn nghỉ ngơi, thư giãn cũng không được nữa. Hãy hết sức tập trung vào công việc nếu không muốn những sai sót lớn xảy đến bạn vốn là người có tầm nhìn xa trong rộng và khả năng đánh giá phân tích vấn đề khá nhạy bén. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là quả kiêu ngạo, thích làm theo quan điểm cá nhân và thường xuyên gạt bỏ ý kiến của người khác. Bạn dễ gây gỗ, mâu thuẫn với những người có ý kiến trải chiều với mình. Và điều này dễ gây ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xung quanh. Một số người dễ bị Điều chuyển công tác hoặc phải tiếp xúc với những nhiệm vụ mới mẻ. Nếu bạn không kiên nhẫn và cẩn thận học hỏi, làm quen thì rất dễ cảm thấy bối rối, thậm chí đánh mất sự tin tưởng vào bản thân vì những suy nghĩ tiêu cực. Người trẻ tuổi vừa bước chân ra ngoài xã hội cần bình tĩnh để nhìn nhận cái ưu và nhược điểm của bản thân cũng như điều mà mình mong muốn trong công việc. Như vậy mới không để lạc mất hướng đi. Nếu như bạn đang băn khoăn trước quá nhiều ngã rẽ thì có thể hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Tuy nhiên, tử vi tháng 8 âm lịch này cho thấy có các tinh hổ bậc xuất hiện sẽ giúp bạn giải quyết phần nào các khó khăn rắc rối gặp phải. Những người tuổi mão nên nắm chắc cơ hội để có thể tìm ra ánh sáng ở cuối con đường hầm. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì có thể gây được ấn tượng với quý nhân, thậm chí chuyển bài thành thẳng. 2. Luận về phương diện sức khỏe Phương diện sức khỏe của con giáp này trong thời gian tháng 8 âm lịch cũng không có gì quá căng thẳng. Nhưng do bạn căng thẳng và dồn tới khiến cho con giáp này không thể cảm thấy khỏe mạnh được. Tuy nhiên, may mắn là bạn không phải đối diện với những nguy cơ nào lớn tới sức khỏe. Còn giáp này, hãy tâm sự những điều khiến mình khó xử với những người đáng tin cậy. Tin rằng mọi người xung quanh bạn, ai cũng sẽ lắng nghe và có người có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Nếu có thời gian rảnh, hãy ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể dục thể thao cũng là điều cần thiết nếu bạn muốn nâng cao sức khỏe cho bản thân. 3. Luận về phương diện tài chính Thẳng tân dầu này, nếu như những chủ mèo mong chờ những khoản tiền rủng rỉnh sẽ đổ về, thì e rằng sẽ phải thất vọng. Dường như các kế hoạch của bạn đều không tiến triển như ý muốn vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Với người làm công ăn lương, công việc trở ngại nên tất nhiên các khoản lương thưởng sẽ không được như ý muốn. Bạn cần phải làm việc cẩn thận, hạn chế mâu thuẫn để không phải dùng tiền của bản thân để đền bù thiệt hại. Người làm kinh doanh, buôn bản thường xuyên phải đối diện với sự bon chen, giành giật từ đối thủ. Hãy cẩn thận với các chiêu trò xấu từ đối phương. Nếu bạn quá ngây thơ hoặc lờ là, là thì dễ sập bẫy tiểu nhân, khiến tiền bạc tích lũy bẫy lâu, đổ sông, đổ biển. Ngoài ra, con giáp này cũng cần hạn chế gây gỗ tranh cãi với khách hàng hay đối tác. Dù đối diện với những vấn đề gì thì bạn cũng cần hết sức chú ý vừa bảo vệ hình ảnh bản thân vừa ý thức được rằng tranh cãi không giúp bạn có thêm doanh thu hay lợi nhuận nào người vừa chập trận bước vào một lĩnh vực mới nào đó càng cần phải cẩn thận hơn trở nghe theo lời rủ rê của kẻ mình chưa biết Tốt nhất, bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi kinh nghiệm, kiến thức mới, tích lũy cho mình và kiểm chứng thông tin một cách kỹ càng. Tử vi tháng 8 âm lịch này cho thấy có các tinh hữu vật xuất hiện giúp cho tiền bạc của bạn bớt phần nào ảm đạm nếu như bạn biết cách chú ý lắng nghe, không hành sự kiêu ngạo. Những người đi trước sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý. Hãy khiêm tốn lắng nghe, ắt có chỗ áp dụng trong tương lai. 4. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bước sang tháng 8 âm lịch này, phương diện tình cảm của những chú mèo cũng dễ làm vào bể tắc. Điều bạn cần làm là xem lại cách ứng xử của bản thân. Nếu vô tình gây tổn thương cho người nào đó thì bạn nên chân thành nhận lỗi. Nhiều áp lực công việc ập xuống khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Nhưng đừng vì thế mà đổ dồn những cảm xúc tiêu cực ấy lên đầu người thân. Người thân không những vô tội mà là những người thân thiết gần gũi nhất với bạn. Hãy mở lòng Tâm sự với mọi người, ít nhất bạn cũng có thể thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cục diện tương xung còn cảnh báo có đào hoa xấu xuất hiện, bạn nên dành nhiều thời gian để quan tâm và đối xử dịu dàng với nửa kia. Đồng thời, tránh xa những người cõi định làm thân tiếp cận mình. Nếu bạn buông thả bản thân thì rất dễ vướng vào các mối quan hệ phức tạp, vừa gây tổn thương cho người thân, vừa gây ảnh hưởng tới danh tiếng sự nghiệp của mình. Với những ai đang còn độc thân vướng nhiều rắc rối trong cuộc sống nên bạn không còn tâm trạng để nghĩ tới chuyện tìm kiếm nửa kia cho mình. Hơn nữa bạn thường đặt ra yêu cầu quá cao khiến bạn nhìn ai cũng thấy không được như ý muốn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. 1 tuổi Tân Mão sinh năm 1951 mệnh mộc, nam sao là hầu, nữ sao kẻ đô, khẩu quyết. Trở nên ngạo mạn khiến cho mối quan hệ xã hội trở nên bất ổn, cẩn thận kẻ tiểu nhân phá hoại. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi hài, tiểu nhân tuổi thân, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh da trời. 2. Tuổi quý mão sinh năm 1963 mệnh kim, Nam sao kẻ đô, nữ sao thái dương, khổ quyết, kinh doanh khó khăn, cẩn thận kẻo rơi vào cái bẫy mà kẻ xấu dân sẵn. Quý nhân phù trợ, tuổi dân, tuổi tốt, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh lá. 3. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, Mệnh Thủy Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, đừng trút giận lên đầu người thân, cẩn thận đào hoa xấu xuất hiện quý nhân phù trợ tuổi hoài tuổi thân tiểu nhân tuổi tỷ tuổi dậu màu sắc may mắn màu xanh dương màu vàng vốn tuổi tinh mão sinh năm 1987 mệnh hỏa nam sao la hầu nữ sao kẻ đô khẩu quyết nếu băn khoăn trước quá nhiều ngã rẽ thì nên trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi môi, tiểu nhân tuổi ngọ tuổi thân màu sắc may mắn màu xanh nước biển màu tím Năm tuổi kỷ mão sinh năm 1999 mệnh thổ năm sao kế đô nữ sao thái dương khẩu quyết chú ý giữ gìn sức khỏe không nên giấu mọi chuyện trong lòng hãy tâm sự với người thân nhiều hơn quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dân tiểu nhân tuổi tỵ tuổi mão màu sắc may mắn màu nâu màu xanh lá